Lòng tốt cảm động trời xanh, nguy nan được thần Phật trợ giúp. Xưa có một người rất giàu có, tên Tiên Thán. Anh rất kính ngưỡng thần Phật và tin vào thiện ác hữu báo. Anh muốn giúp người nghèo khó nên đã dùng tiền mua thuốc trị bệnh cho họ. Anh đi khắp nơi tìm các loại dược liệu quý, mỗi ngày ở trên phố tặng miễn phí cho bệnh nhân. Tiếng lành đồn xa, những người bệnh khắp nơi đều nghe danh của anh mà đến. Gia tài của anh cũng vì thế mà cạn kiệt. Không còn tiền mua thuốc, anh đi khắp nơi tìm và hái thuốc cho bệnh nhân. Một lần, anh gặp mấy chiếc xe bò chở bệnh nhân tìm đến anh cầu cứu. Những người này bệnh tình nguy kịch. Anh quay về tìm tới quốc vương, để vài 500 lượng bạc mua thuốc trị bệnh cho họ. Anh tận tâm không quản ngày đêm chăm sóc, bệnh của những người này dần dần khỏi hết. Vì cứu chữa cho những bệnh nhân này khiến Tiên Thán mắc một món nợ lớn. Anh phải đi khắp nơi làm việc kiếm tiền. Sau một thời gian dài tích cóp, anh cũng gom đủ số tiền trả nợ cho nhà vua. Trên đường mang tiền trả nợ nhà vua, anh gặp một toán cướp. Họ lấy mất tiền, trói anh lại rồi đẩy xuống vách đá. Vì Tiên Thán đã làm nhiều việc tốt, tấm lòng của anh làm cảm động trời xanh. Trong lúc nguy nan được thần Phật trợ giúp, anh rơi xuống vách đá nhưng vẫn bình an vô sự. Tiên Thán trở về gặp vua kể lại sự tình và xin lỗi vì chưa thể hoàn trả ngay món nợ. Nhà vua nghe xong ra lệnh truy bắt toán cướp, sau đó cho Tiên Thán toàn quyền xử lý. Vì tấm lòng thiện lương, Tiên Thán đã xin nhà vua tha tội cho họ. Toán cướp nghe vậy cảm kích rơi lệ, không ngớt lời cảm tạ anh. Xúc động trước lòng tốt đó, nhà vua đã ban thưởng, xóa món nợ ấy cho Tiên Thán. Lấy ân báo oán, tích đức hành thiện, người tốt sẽ được phúc báo.